Chương trình Phố Bosa TV xin kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc nói chuyện với nhà báo Trần Nhật Phong. Qua bài viết của số báo Tuần báo Việt Quốc Ly vừa qua ra ngày 15 tháng 12 năm 2011 thì nhà báo Trần Nhật Phong có bài viết với mang tựa đề là Hứa Quý và Nối Vòng Tay Lớn. Trong đó anh đã có một cái sự so sánh giữa ông Hứa Quý ở trong một cái cuộc biểu tình vừa qua ở trên đường Bosa giữa hai phía, và cái sự so sánh với lại một bản nhạc tên là bản Nối Vòng Tay Lớn vừa được phát hành rất là nhiều ở trên hệ thống YouTube hiện nay. Cái bản nhạc chơi theo thể loại rock của ban nhạc tên là Unlimited ở trong Việt Nam. Anh Trần Nhật Phong có thể cho biết là vì sao anh có một cái sự so sánh như vậy? Trước hết thì Trần Nhật Phong xin mến chào tất cả khán thính giả của Phố Bosa TV. Và để trả lời anh Lân là bởi vì cái sự so sánh đó là sau khi mà tôi tham dự cái cuộc biểu tình về, thì đi trong cái lúc mà đi dạo trên internet để kiếm ý tưởng viết bài, thì vô tình cái cuộc dạo chơi đó cho tôi thấy được cái bản Nối Vòng Tay Lớn mà được chơi theo cái thể loại rock. Tôi rất là bất ngờ, và khi vô tôi coi đoạn khoảng sau 5-6 cái clip, tức là có một cái clip MTV là gồm 6 băng nhạc rock nổi tiếng của Việt Nam chơi chung. Và riêng băng nhạc The Unlimited thì những lần mà họ đi chơi ở những cái khu vực nào đó thì họ đều chơi cái bản này cả. Thì mỗi một lần như vậy thì là mười mấy ngàn khán giả quay cuồng và theo cái thể loại rock và rất là cuồng nhiệt. Thì tôi rất là bất ngờ. Thứ nhất là cái bản chất của bản nhạc, nó không phải là thuộc cái là dạng rock, nhưng được viết phối âm lại theo dạng rock. Rồi sau đó tôi mới ngồi tôi nhớ là hai cái hình ảnh, cho nên là tôi mới viết ra cái bài Hứa Quý và Nối Vòng Tay Lớn. Anh có thể cụ thể cái hình ảnh như thế nào mà cho anh dẫn tới cái sự liên tưởng như vậy giữa hai cái sự kiện hoàn toàn khác nhau? Khi mà tôi nhìn cái đám đông ở bên kia đường vài chục người, rồi cứ hô đã đảo, cứ một người nhấp hô thì mấy vài ba người hô theo để cố gắng tạo một cái khí thế rất là gượng ép. Trong khi đó, khi mà tôi dạo trên YouTube và tôi vô thì tôi phát hiện được đó, thì tôi coi cái clip mà live concert của họ đó, nó ở hình như lúc đó trình diễn ở Sài Gòn thì phải, theo tôi nhìn thì thấy có khoảng chừng độ mười mấy ngàn khán giả, thì họ cuồng nhiệt một cách rất tự nhiên. Và tôi nhìn thấy một cái sự gượng ép và một cái sự tự nhiên đó, nó làm cho tôi liên tưởng với nhau, và sau đó tôi mới viết ra cái bài Hứa Quý và Nối Vòng Tay Lớn. Anh có thể nói, khi nói với tới ban nhạc, anh có thể nói một cách cụ thể vào bản nhạc nó có cái điểm gì đặc biệt của bản Nối Vòng Tay Lớn này của nhạc sĩ Trần Công Sơn? Thật sự thì khi mà tôi coi vô thì tôi rất là bất ngờ khi đánh thể điệu rock. Và sau đó thì sau khi tôi viết cái bài xong, tôi có tìm hiểu về ban nhạc một chút xíu, thì tôi thấy có một cái điểm lạ của ban nhạc này. Hầu hết, tức là mấy anh em nhạc trẻ mà, trẻ lắm, tôi nghĩ là họ khoảng mà trên dưới 30, có thể dưới cả 30 nữa. Và thứ hai là rock thì thường một ban nhạc rock nó có khoảng chừng 6-7 người thôi. Nhưng mà riêng cái ban nhạc rock của The Unlimited á, thì họ rất đông. Tại vì họ phối âm giữa cái nhạc rock và cái thể loại orchestra, tức là nhạc giao hưởng, họ phối lại thành một cái phối âm rất rất là hay. Tức là họ có một cái sự giao hưởng với nhau. Thì họ viết ra những cái phối âm đó, vừa đánh nhạc rock và vừa có cái nhạc orchestra nằm ở trong đó, nó lồng ở trong đó nữa. Nên nó ra một cái rất, tôi thấy cái giai điệu nó rất là hay và nó lạ. Và ngay cả ở Hoa Kỳ thì đôi khi mình cũng thường thường hay bắt gặp. Nhưng mà cuối cùng cái mà làm cho tôi cảm thấy hay nhất là họ biết cách chọn cái bản nhạc thích hợp cho cái phối âm đó, để nó ra được cái sound, nó vẫn giữ được bản chất của bản nhạc mà nó vẫn có thể chơi được theo một cái lối mới, và đồng thời nó lại còn có thể nó phối âm được chung với lại cái dàn giao hưởng nữa. Thì cái đó là cái tài năng của cái người viết phối âm. Và cuối cùng là chọn cái giọng vocal. Cái giọng vocal, thường thường hát nhạc rock á, thì thường thường mấy anh em mà bên nhạc rock họ hát không có rõ chữ, nuốt chữ nhiều lắm. Riêng cái ban The Unlimited tôi rất là thấy họ rất là hay và rất là chuyên nghiệp. Mỗi lời hát, mặc dù đánh theo lối rock nó cuồng nhiệt lắm, nhưng mà mỗi một cái câu hát của họ rất là rõ chữ, khán giả nghe từng chữ một được. Và vì vậy mà cái khối khán giả ở trong cái đoạn video clip mà tôi coi đó, họ rất cuồng nhiệt, họ hát theo, họ giơ tay, họ những cái động tác mà chúng ta thường thấy trong những cái ban nhạc rock chơi thì họ làm đủ hết, rất là cuồng nhiệt. Thì đó là cái mà tôi nhìn thấy được, là tôi thấy họ có một cái sự thăng tiến rất rất mạnh về vấn đề âm nhạc. Ở
mặt góc độ người đạo diễn đó thì anh thấy cái sự mà đưa lên cái những cái đám đông người khán giả hát theo hoặc là vỗ tay theo cái bản nhạc, anh thấy nó như thế nào? Thì đó tôi đánh giá, bởi tại sao nó có sự so sánh là bởi vì tôi đánh giá là cái bản nhạc và cái ban nhạc họ chơi với cái đám đông cuồng nhiệt, và cái đám đông cuồng nhiệt đó nhìn, nếu mà mình nhìn bằng cái góc cạnh của những người bảo thủ lớn tuổi thì họ coi đó là thác loạn. Nhưng nếu mình nhìn ở cái cạnh rộng rãi hơn về xã hội thì nó cho thấy cái sức sống rất mạnh của tuổi trẻ, và nó nói lên được cái sức sống của cái xã hội họ đang sống. Tức là nó có một cái sự bùng nổ rất mãnh liệt. Và khi mà ban nhạc rock chơi như vậy và tôi nhìn thấy cái tầng khán giả như vậy thì tôi có cảm nhận được là cái sức sống của một đất nước đang phát triển như Việt Nam rất mãnh liệt. Rất mãnh liệt. Và đương nhiên là trong cái thời gian qua tôi cũng có tiếp xúc với một số những anh em trẻ qua điện thoại, qua email, qua Facebook. Thì tôi thấy rằng là cái ghi nhận của tôi đúng, cái cảm nhận tôi đúng. Tại vì họ có một cái sự cầu tiến rất mãnh liệt. Và họ sẵn sàng không bỏ qua bất cứ những cái cơ hội nào đến với họ. Thì đó là cái biểu tượng sức sống của tuổi trẻ. Và nếu mà một cái quốc gia mà có một cái sức sống tuổi trẻ như vậy thì nó sẽ đẩy cái quốc gia đó tiến rất nhanh. Còn nếu một cái quốc gia mà tất cả những thanh niên mà cứ ẻo lả hay là có những cái thái độ tương đối ru ngủ thì cái họ thường ỷ lại cái xã hội, thì nó đẩy cái xã hội lên không nhanh được, và cái đất nước đó nó không có tiến mạnh được. Nhưng mà nếu một quốc gia có được cái tầng khán giả và cái tầng thanh niên như vậy thì tôi nghĩ rằng là đó là một cái điều tốt cho Việt Nam. Trở lại cái bản nhạc Nối Vòng Tay Lớn, trong bài viết của anh có một chi tiết anh nói tới là vì cái bản nhạc này ra đời và được ông Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hát vào cái thời điểm nhạy cảm vào năm 75, cho nên là người ở hải ngoại họ né tránh cái bản này. Cái chuyện đó như thế nào? Tôi thì tôi được cái may mắn là được cái người kể lại cái câu chuyện ngày hôm đó, nhưng mà tôi không biết cái câu chuyện đó đúng hay sai bởi vì ông đã mất rồi. Nhưng mà tôi dựa theo cái lời kể của ông thôi để tôi biết ra. Thứ nhất là cái bản nhạc Nối Vòng Tay Lớn đã được Trịnh Công Sơn sáng tác từ trước năm 75, chứ không phải là ngay cái thời điểm đó. Và cái người mà hát cái bản nhạc đó mà tôi vẫn thay say mê cho tới giờ phút này, mà tôi nghĩ là hàng triệu khán giả ở cái lứa tuổi lớn hơn tôi họ cũng có cái cảm nhận như tôi, là nữ ca sĩ, nữ danh ca Khánh Ly là cái người hát cái bản nhạc này hay nhất đối với cảm nhận của tôi thôi. Và tôi nghĩ rằng một số người khác cũng có cái đồng cảm như tôi. Thì sau đó đến năm 1975, khi mà cái chế độ miền Nam hoàn toàn sụp đổ và khi mà người Cộng sản họ thống nhất đất nước, thì cái điều đầu tiên hết là họ chiếm cái đài phát thanh. Và khi họ chiếm cái đài phát thanh sau đó thì họ có dồn một số nghệ sĩ lên trên đài phát thanh. Thì đây là cái câu chuyện ông kể lại cho tôi nghe. Và cái người kể đó ông đã mất rồi, tức là cố nghệ sĩ Hùng Cường. Ông kể rằng là ngày hôm đó là cái người quản giáo, cái người quân quản, hoặc là quân quản, thì họ yêu cầu là trong tất cả các nghệ sĩ hôm đó, theo ông kể thì có cô Kim Cương, có cô Thẩm Thúy Hằng và có rất đông những nghệ sĩ khác, và trong đó có cả Trịnh Công Sơn. Thì họ yêu cầu là trong các anh em nghệ sĩ phải có những cái lời nói nào đến với tất cả những người nghe bên ngoài về cái công cuộc thống nhất đất nước. Thì tất cả im lặng tại họ không biết nói gì cả. Và cái chế độ vừa sụp xuống và một cái chế độ khác vừa thay thế, họ còn đang ngỡ ngàng, họ không biết nói gì cả. Thì cái người quân quản đó có vẻ như làm dữ lắm. Và cuối cùng thì là cái người mà đứng dậy đầu tiên là ông Trịnh Công Sơn. Thì ông có nói rằng là nói thì không biết nói, nhưng mà ông trình bày một bản nhạc để coi như là để thay thế cái lời nói thôi. Và rốt cuộc ông đã lấy cái bản Nối Vòng Tay Lớn, ông ôm đờn và ông hát ngay trên đài phát thanh. Và sau khi cái bản nhạc được phát ra rồi đó, thì nhiều người rất là tức tưởi với cái sự thất thủ quá nhanh của miền Nam. Và họ coi cái hành động của ông Trịnh Công Sơn là một cái hành động phản lại cái miền Nam Việt Nam. Và cái bản nhạc Nối Vòng Tay Lớn kể từ đó là những người mà đi ra hải ngoại và những người còn nhớ lại cái chế độ trước năm 1975 thì họ lại quay ra họ trách cứ ông Trịnh Công Sơn. Và vì trách cứ Trịnh Công Sơn và họ có cái thái độ dị ứng luôn với bản nhạc. Và lý do đó mà nhiều năm từ sau năm 1975 cho tới bây giờ, ít khi nào chúng ta ở hải ngoại nghe lại được cái bản nhạc này. Anh có một cái chi tiết ở trong bài viết là nói rằng qua cái buổi trình diễn, qua cái trình diễn của ban nhạc Rock Unlimited thì anh đã cho rằng là bản nhạc này đã, với sự trình diễn này đã vượt qua cái sự trình diễn của nữ nghệ sĩ Khánh Ly từ xưa đến nay. Anh có thể triển khai cái ý đó. Thật sự thì cái này là cảm nhận của riêng tôi thôi.
có thể là tôi đúng, có thể tôi sai so với nhiều người khác, đó là tôi nghĩ. Nhưng mà tôi có sau khi ra tới ngoài này rồi, không phải là mình không có để ý cái mảng trình diễn ở trong nước, thì có nhiều nghệ sĩ ở trong nước đã trình diễn lại nhạc phẩm này. Thứ nhất là nữ ca sĩ Cẩm Vân, và thứ hai là nữ ca sĩ Hồng Nhung. Thì hai người đó tôi có nghe. Và sau này tôi nghe nói là Thanh Lam cũng có hát cái nhạc phẩm này nữa, và nhiều nghệ sĩ khác nữa, đúng không? Nhưng mà cái dấu ấn mà mang nặng ở trong nước nhiều nhất là Cẩm Vân, Hồng Vân. Ê, Cẩm Vân với lại Hồng Nhung. Thì khi mà tôi nghe hai người này trình diễn thì họ có cái hay riêng. Nhưng nếu nói để vượt qua cái bóng của nữ ca sĩ Khánh Ly trong nhạc phẩm này thì họ vượt không nổi. Tức là khi mà người ta nghe tới bản này là người ta liên tưởng tới Khánh Ly ngay. Có lẽ là vì cái cuộc đời của cô Khánh Ly, cô hát nhạc Trịnh Công Sơn nhiều quá. Cho nên là khi mà người ta nghe một bản nhạc nào của Trịnh Công Sơn là người ta liên tưởng tới Khánh Ly. Cũng có thể là như vậy. Nhưng mà với tôi vẫn cảm nhận là Khánh Ly là cái người hát cái nhạc phẩm này với một cái phong thái tương đối hay nhất. Nhưng mà cho đến khi mà tôi coi cái trình diễn của ban nhạc rock The Unlimited, mà khi họ viết lại cái phối âm này, phối kết với lại bên phía ba dàn nhạc giao hưởng và cái ban nhạc rock, họ viết cái phối âm lại, tôi giật mình. Tại vì cá nhân tôi là tôi rất là bảo thủ trong cái vấn đề nghe nhạc, giống như anh thấy là tôi rất là mê Khánh Ly trong cái nhạc Trịnh Công Sơn, thì khó ai có thể đạp đổ nổi cái hình tượng Khánh Ly trong Trịnh Công Sơn ở trong tôi lắm. Mà tôi giật mình, tôi phải xác nhận là họ làm rất hay. Và có thể rồi vì cái hay đó và cái họ diễn đạt được cái cuồng nhiệt của cái khao khát của tuổi trẻ. Khi mà đất nước bị có quá nhiều những cái nghiệt ngã, từ chiến tranh cho tới những cái vấn đề khác, thì cái bản nhạc Trịnh Công Sơn, tôi cho rằng cái bản chất của cái bản nhạc đó là cái niềm khao khát của cả dân tộc. Và cái niềm khao khát đó nó bùng nổ ra bởi tuổi trẻ. Và do đó tôi nói là tôi mới có một cái nhận định rằng là họ vượt qua được cái bóng của Khánh Ly khi họ chơi cái thể nhạc này theo cái thể nhạc rock, và họ diễn đạt được cái bản chất của bản nhạc. Tức là cái bản nhạc của Trịnh Công Sơn viết ra, tôi nghĩ rằng đó là cái khao khát của ông. Cái khao khát mà một đất nước thống nhất, dân tộc đoàn kết. Khi ông viết ra bản nhạc này thì cái tuổi trẻ họ đã làm cho bùng nổ cái ý tưởng này ra. Cho nên tôi nói là họ vượt qua được. Với cái sự thành công có thể nói là rất là rõ ràng của cái bản nhạc đó được trình diễn qua ban nhạc rock Unlimited đó, thì anh có thể cho một cái nhận định chủ quan là cái ảnh hưởng xã hội của bản nhạc đó nó như thế nào đối với lại kể cả trong nước lẫn cái đối với ở bên hải ngoại này?